Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2023, ngành điện lực miền Bắc đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện trong mùa nắng nóng, đảm bảo cấp điện ổn định liên tục cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là việc cấp điện an toàn cho các ngày lễ lớn trong năm. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVN-MPC, trong quý 1 năm 2023, toàn tổng công ty đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 427 khách hàng trung áp. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 99,97%, cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 99,98%. Tổng công ty cũng đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện DIA năm 2023. Tính đến hết quý 1 năm 2023, toàn tổng công ty đã ký được 3.670 trên 3.739, đạt tỷ lệ 98,15% khách hàng tham gia ký thỏa thuận DIA. Thực hiện tốt việc đảm bảo cung ứng điện ổn định, phục vụ sản xuất, sinh hoạt, các hoạt động chính trị của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố phía Bắc trong các dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị của các địa phương. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cũng đã cử các đoàn công tác xuống làm việc trực tiếp với khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn về sản xuất, về vật liệu xây dựng để bố trí cho khách hàng phục vụ chuẩn bị cái điều kiện sản xuất kinh doanh vào những giờ thấp điểm hoặc những ngày nghỉ để giảm cái công suất đỉnh vào những giờ cao điểm và những ngày làm việc bình thường. Thì qua đó cũng đã nhận được cái sự đồng hành và chia sẻ nhiệt tình từ phía khách hàng, giúp cho cái công nghiệp xây dựng của chúng tôi giảm bớt vào trong cái giờ cao điểm nắng nóng. Tại Ninh Bình, theo quy luật hàng năm, phụ tải điện mùa nắng nóng đều tăng từ 15 đến 20% với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định, đồng thời nâng cao chất lượng điện năng trong điều kiện thời tiết nắng nóng. Ngành điện lực Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hạ tầng lưới điện, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sửa chữa, khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện tiết kiệm điện, góp phần giảm tổn thất điện năng và hạn chế tối đa tình trạng quá tải lưới điện. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, Điện lực Ninh Bình đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện ổn định, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, không thực hiện cắt điện, làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ lễ, trừ trường hợp xử lý sự cố. Để mà đảm bảo an toàn cho việc sử dụng điện thì chúng tôi đều có cái phương án cắt điện trong ngày lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Và phương án này được lập có nhiều phương án cắt điện khác nhau, có nhiều cái cách để cắt điện khác nhau để làm sao để cho cái điện tốt nhất cho nhân dân. Và cái phương án này chúng tôi cũng đã gửi cho Ủy ban tỉnh, gửi cho Sở Công Thương để báo cáo và chỉ đạo các đơn vị bên dưới thực hiện, từ việc chuẩn bị lưới, phát hiện các khiếm khuyết, rồi là tăng cường kiểm tra ngày đêm làm thế nào để cho cái lưới đảm bảo an toàn để cấp điện cho nhân dân. Và đến thời điểm này nó thì các công trình đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn của công ty Ninh Bình thì đến tháng 3/4 năm 2023 đã xong và sẵn sàng cho cái việc phục vụ cho nhu cầu của mùa nắng nóng. Cùng với đó, ngành điện Ninh Bình còn chỉ đạo các điện lực trực thuộc tổng kiểm tra, rà soát lưới điện, thí nghiệm định kỳ các trạm cắt và trạm biến áp phân phối để kịp thời phát hiện và khắc phục các khiếm khuyết, thường xuyên theo dõi tình hình mang tải của máy biến áp phân phối và đường dây trung thế qua ứng dụng đo xa, từ đó có phương án luân chuyển máy biến áp phù hợp, san tải và cân pha hợp lý, thực hiện nghiêm kỷ luật trong công tác trực quản lý vận hành. Ngoài ra, Điện lực Ninh Bình còn tăng cường phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và đoàn thể tại địa phương trong việc triển khai chương trình tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện trong gia đình mùa nắng nóng, cách sử dụng điện an toàn, hiệu quả đến cộng đồng, cảnh báo đến khách hàng tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao trong những tháng nắng nóng sắp tới. Hiện nay, Điện lực Ninh Bình đã vận động được 56 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải phi thương mại. Được biết, nhu cầu tiêu thụ điện của 56 khách hàng này chiếm tỷ trọng 60% điện thương phẩm của Ninh Bình. Trong các cái thời điểm cũng như là cái lúc mà cao điểm ấy, thì khách sạn cũng nêu cao cái tinh thần là yêu cầu các bộ phận kỹ thuật trực ấy, là những tắt toàn bộ những thiết bị không cần thiết trong những thời điểm mà cao điểm. Chuẩn bị cho ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 ấy, thì bên ngành điện cũng đã phối hợp và đã bố trí nhân sự sang để kiểm tra bảo dưỡng toàn bộ các hệ thống mà đã ký quản lý hợp đồng với bên chỗ doanh nghiệp để đảm bảo làm sao là các cái hoạt động của điện là hoạt động tốt nhất. Thực hiện kế hoạch giảm tổn thất điện năng theo quy định lộ trình giảm tổn thất điện năng trong từng giai đoạn nhằm giảm điện năng tiêu hao trên lưới điện, tiết kiệm điện năng. Thời gian qua, EVN-MPC đã triển khai các giải pháp về tổ chức, đầu tư, kinh doanh, kỹ thuật và vận hành. Có thể nói, cũng chính từ việc triển khai, áp dụng đồng bộ từ sớm các giải pháp, nên đến nay, việc cung ứng điện cho các hoạt động lễ hội, dịp nghỉ lễ, cũng như sản xuất kinh doanh, sinh hoạt trong đợt cao điểm hè năm 2023 của EVN-MPC được đảm bảo thông suốt, an toàn, ổn định.